nhận được cái thông tin là có một cái anh đó ảnh đặt show nhưng mà Lộ không biết luôn. Cho nên là quý vị thân mến, để mà book show hay gì đó thì quý vị nhớ liên hệ với hotline của Đoàn Lê Tân Sài Gòn Tân Thời là 0389303905 quý vị nha. Hoặc quý vị phải gặp được quản lý đoàn là Phụng hoặc là Lộ thì mới là chính xác. Và khi mà thanh toán hoặc chuyển khoản trước thì quý vị nhớ giùm em số tài khoản là số tài khoản của Lộ hoặc công ty Sài Gòn cổ phần Sài Gòn Tân Thời, hoặc là tài khoản cá nhân là Lâm Quốc Khải thì mới hợp lệ, còn hai cái số tài khoản khác là không có chính thức được. Tất cả các thành viên đoàn thì không có nhận show được quý vị nha, chỉ có quản lý đoàn nhận show thôi. Rất là mong quý vị cũng sẽ ủng hộ bằng cách là chúng ta report, hay là nếu mà biết ai mà giả mạo đó quý vị gửi nhẹ về cho em thì em sẽ huy động 30 bà BD là hỏi thăm sức khỏe đó thôi. Em tính em nhẹ nhàng lắm đó, mình chỉ quyền thôi. Một cú điện thoại của chị Quyền thôi làm nên lịch sử quý vị. Đó, phải chị Quyền? Không hả? Trời ơi, bữa nay cái mặt hiền khô à. Đó, bánh bèo của hợp cho công tắc lem, nói đừng có gắn đâu quý vị. Gắn nó trẻ khô vậy đó, mới có hả ba mấy tuổi gắn vô nhìn như chín mấy luôn vậy đó. Rồi, cái đó quý vị, và ngay bây giờ dòng lời tiếp theo, vòng lời thứ tư của tối ngày hôm nay, ai có biết trên tay cùng hướng mắt về sân khấu thì bây giờ số bé đây luôn nè. I'm
rồi khoan cái quý vị chúng thử cái lên đi. Nãy thằng ông đội nào chưa thôi tiền kìa. Anh thằng nào anh đổi cái đứa nào anh ơi. Nhìn mặt gì mà em nhận diện thương hiệu. Chết cha. Bữa nay trang điểm đâu có giống nhau đâu. Ai chưa thói anh ba mình 200. Rồi chứ thưa quý vị. Các con số, số 4. Có 1, 20. Đó là hương quả. Quý vị nhớ mặt là hương quả tên thiệt. Nick Facebook là Lê Thanh Phú. Dạ. Đó. Rồi có con nhỏ mà mặc đồ giống như cái củ cà rốt đó là con Thảo Nhi. Đó, bé đó Thảo Nhi, giơ tên Thảo Nhi. Thảo Nhi. À, vàng nghệ chứ không phải là củ cà rốt, vàng nghệ. À, hình tượng búi tóc cao như là Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là người đẹp La Kim Quyền. Dạ. À, tiếp theo nữa là giống như công chúa Thủy Tề đúng không vậy, bảy màu giống như cá Ly Thia bên kia đó, Luna quý vị nha. À, nam ở dưới này là có Nguyễn Trung. Rồi còn ai nữa, đây giới thiệu luôn. À, con nhỏ mà búi hai cái cục ở trên đầu giống như búi cổ vậy quý vị, mà nó tràn lên não đó, là con mặc áo dài màu vàng đó quý vị, là Thúy Diệm. Còn cái người mà già già đó quý vị, già già đó. Hả? Dạ xin lỗi em nha chị, chị vô tình thôi, dạ không có ý đâu. À ở dưới là Út Bạch Khải quý vị nha. Còn trên này là Nhã Vi, quý vị nhớ tên giùm em để dễ được tiền giùm vậy chưa á. Ok bây giờ chúng ta cùng chào đón giọng hát lúc này của vòng loại đầu tiên. Cảm ơn quý vị nhiều, cảm ơn các chị em của Hồng Cường. Yeah, tiếng kêu anh Hồng Cường. Rồi người đầu tư nhất đoàn em đó quý vị. À, quý vị ơi, hồi nãy em đi xuống dưới thì có một nhóm bạn sinh viên đang làm cái đề tài khoa học về văn hóa dân gian đó quý vị. Thì chút xíu nữa đó, các bạn có phát một cái tờ gọi là khảo sát như thế này rồi quý vị. Thì quý vị ủng hộ cho các bạn check giùm em á. Có mấy câu hỏi giống như là mấy anh chị đã từng đến đây chưa? Rồi đã từng xem hát lô tô truyền thống chưa? Vậy thôi đơn giản thôi, quý vị check giùm cho em, giúp cho các bạn quý vị nha. Các bạn đang là sinh viên thôi. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. À. Rồi ngay bây giờ vòng loại tiếp theo, ai có biết chúng ta cùng hướng mắt sẽ có đầu do số chơi. Mấy là số là mấy là trở lại đây, trở lại đây mà nghe kêu tốt như đàn ông chị cha. Mấy mấy là số thì đa mấy. Tambo
Vâng, anh chị cô chú phía bên dưới khoang boy xóa tài lạc để tôi chơi cái điều kiện của bốn con là tài lạc vé chị đi nha. Kính thưa quý vị và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả may mắn một lời tiếp theo với cái tình huống để dần lừa thưởng dùm cho em nha. Rồi chúc mừng anh nha. Rồi con số 11 chị kêu qua có 129 con này 48 có ba 55 hợp lệ 1742 ok em nghe ơi. Kính thưa quý vị và ngay bây giờ ai sẽ đọc giải đặc biệt, quý vị cũng biết ngay sau khi mà bóc banh xong ai có số lớn hơn thì người đó đọc giải đặc biệt quý vị nha. Còn số mấy đó chị? 24 34 chúc mừng anh là người đọc giải nha. Rồi anh qua đây lên nhận quà giúp cho em. Một đường hay nói chuyện tào lao. Bốn mười sáu còn một mười sáu tôi là con mấy? Xô thì đây mười tư ta từ vườn bắc ta qua dòng sông sông dài tìm đến phương nào một nhà thân. Giải này thì em xin quý vị là mỗi lá vé là 20.000 đồng, rất mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng với Sài Gòn Người Tân Thời. May mắn mỗi phong bì như thế có giá trị từ 500 đến 1 triệu đồng tiền mặt. Nếu quý vị được gọi tên lên sân khấu thì chúng tôi sẽ mời quý vị rút thăm may mắn quý vị nha. Song song đó hôm nay bếp tài lộ có phục vụ đằng kia đó quý vị, ăn tại chỗ cũng có, mua bán về cũng có, thì quý vị có thể thử làm sườn tươi của lộ. Đây là nhà lộ sản xuất luôn quý vị nha. Hy vọng là quý vị cũng sẽ ủng hộ cho bếp tài lộ giống như lộ. Tiếp theo chương trình gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Sang Hồng. Lần đầu tiên lần trình diễn thì đây sinh nhật mà còn cái gì cũng mới đó quý vị, và hãy được mang tên yêu em đơn phương. Rồi cho em nhạc nền đi. Rồi kính thưa quý vị, và trong thời gian
chờ đợi, tại vì có một nhóm diễn viên đang chuẩn bị phụng trang để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, cho nên là lực lượng nó hơi thưa hết chút xíu, quý vị thông cảm qua dòng đợi này ha. Rồi tiếp theo là ngay bây giờ vòng lời tiếp theo là bình thường mỗi vé là 10.000 đồng, quý vị sẽ nhận một gốc tự cho bán ái kèm theo một phần quà từ nhà tài trợ. Đó là nhà tài trợ Phi Tiết, quý vị, nhãn hàng đồ nhựa cao cấp nội địa Việt Nam. Quý vị có vé thì quý vị người yên tại chỗ, giơ mang cái tay hàng ngọc của quý vị lên. Nếu mà quý vị lần đầu tiên đến Sài Gòn Tân Thời đó, chút xíu quý vị có yêu cầu gì đó, quý vị yêu cầu ai hát cũng được, chứ sau một vài màn nữa vé cho Hồng Cương luôn. Ẩn Ẩn còn vé không Ẩn ơi? Hả? Rồi phía đây luôn nè. Rồi kính quý vị, và song song đó chúng ta sẽ có ba vòng lời đặc biệt, ghi họ và tên kèm theo số điện thoại giùm cho lộ nha. Chút xíu nữa thì gần cuối giờ thì đoàn sẽ đi thu lại, hy vọng là quý vị. Rồi ngay bây giờ vòng lời tiếp theo vé cho Luna luôn kìa, xuống dưới luôn. Dạ. Cái không khí này chắc có lẽ là rất là lâu rồi đoàn mới mới gặp lại hôm chủ nhật. Nếu hồi xưa ở rất là đông như vậy đó quý vị, cho nên lực lượng nó mới đông, thiệt là đông. Ngay bây giờ có vé hết chưa kìa chị Quyền? Ủa Nana, chị Quyền bên đây này nè, cầm á. Rồi kính thưa quý vị, nhớ giùm em 20 giờ ngày 20 tháng 10 MV cá sale của lộ sẽ được lên sóng, hy vọng là quý vị cũng sẽ ghé qua một lần để coi, ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời quý vị nha. Dạ. Rồi giá bên đây quý vị có giá hết chứ quý vị ơi. Rồi ngay bây giờ vòng lời tiếp theo có biết chúng ta hướng mắt gì sao có cái đầu dò xấu gì ơi. Yeah.
Và phòng của bác mình mà lấy làm 20.000 đồng quý vị nha. Xin mời em gái bước lên sân khấu nhận thưởng dùm cho chị con số may mắn số 2.